cái hay của tác phẩm là do những lời thơ, lời văn của cái người viết. Còn ở đây là một cái người trong cuộc và mộc mạc bộc bạch cái chính cái của mình thì nó thực hơn rất nhiều. Và cái chính là cái là mình cần, là cần cái đó. Với lại trong chiến tranh này tôi phải nói là không có sự hy sinh, không sợ chết, cho nên là không bao giờ là mà tôi sợ cái chuyện đó. Cho nên là cũng có những lúc như là tôi biết trước được cái tình hình đó là cái đồn địch đó tôi có thể dùng bao nhiêu lực lượng mà để đánh tiêu diệt được nó, chứ không phải là tôi dùng nhiều lực lượng mà tiêu diệt được địch. Dạ. Tôi dùng rất ít, có những nó đó giáng ngọa là thường thường là lên như là cái nấm cù Mỹ, cái đại đội bị kích lết nó còn lên, bắt đầu là tỉnh đội là lệnh tôi đánh, tôi không đánh, tôi trả lời là tôi không đánh, mà tối tôi sẽ đánh, nó trụ luôn là đau là tôi diệt đó. Mà tôi nói với ông Kim Anh là bây giờ ổng cũng còn nó, tôi nói để đó thủ trưởng coi, tối nay rồi nó biết tôi chứ còn thực tế bây giờ bỏ tôi đánh trong còn là tôi không bao giờ tôi đánh, tôi cho anh em rút hết, tôi cũng có B-40 nhưng mà tôi không đánh. Thế cái nấm cầu cũng còn lên rồi, chiều cũng lạ là 4 giờ là bắt đầu cũng dùng lại, tập trung lại cho nấm cầu là gì này. Cái nấm cầu là có chiến hồ ở sáng rồi, hắn còn nhiều lần rồi. Thế bắt đầu tôi nói với anh em, tôi nói là đi theo tao là lấy khẩu bị ông mốt, một khẩu bị ông mốt thôi. Với lại hai khẩu co đi với tao. Rồi xuống bấm coi thử thằng Mỹ này nó ở đâu. Thì chiều lẻ là 4 giờ là tập trung lại nấm cầu. Thế bắt đầu là tôi mới xuống cách nó là có cái đường mương nước chả thế này. Thì tôi mới bỏ theo đường mương nước, tôi để anh em ở trên này, có gì ba bán yểm hộ tao để tao lên. Còn là tao xuống tao coi thử bọn là làm gì. Thì tôi xuống đó tôi ẩn mình trong cái bụi, thì tôi theo dõi nó. Thì chiều luôn lẽ là nó đem hết mình cà la mò ra mình hẹn giờ đó. Ra ngoài cách cái đường nó khoảng 50 mét là nó gà hết. Tôi đếm được 23 quả. 23 quả sau tôi đếm xong 23 quả là nó hết gà rồi, là cũng vừa lắng quán tối rồi tôi rút ra tôi về. Tôi về tôi lên gặp. Thế tôi về nhờ tôi tổ chức là đi khẩu B-40, khẩu B-41. Với lại là 6 khẩu AK. Ở nhờ tôi tập cho anh em, tôi nói anh em rồi là khi ta bắt đầu ta đi vô trong nữa ta làm gì kể ta, nhưng mà ra rồi ta lệnh B-41 nổ thì tất cả AK là bay nổ và đồng thời hô xung phong chứ. Như thế thì coi như tôi vô tôi trở mình hết, tôi rút kíp tôi đem sót chiến hồ cách khoảng 25 mét rồi tôi ốp sót mình, tôi gà ốp sót quả nào mà nó thấp thì tôi phải lượm đó tôi kia làm sao này cho nó ốp vô. Thế bắt đầu tôi trở hết quả 23 quả rồi là bắt đầu tôi ra ngồi này là lúc bây giờ khoảng 10 giờ. Bắt đầu tôi cho nổ hai phát B-41 bán thẳng vô đó, bắt đầu AK nổ hô xung phong. Khi hô xung phong và AK nổ thì bắt đầu tôi thấy cái đường đỏ luôn. Nó bấm mìn coi như cái đường đỏ hết. Thì bắt đầu là coi như là nó bấm mìn nổ hết, bắt đầu là anh em lên. Coi như lên chết rồi bị thương, cộng số là coi như diệt luôn. Cho nên là coi như là quánh rất là đơn giản mà. 6 giờ sáng là ông Kim Anh đã cho liên lạc chạy xuống rồi, hỏi khối hôm nó đánh cái đại đội Mỹ nó có được không. Trả lời là không còn tên nào. Chừng sau này ổng mới cho liên lạc xuống, rồi sau này mới cho trinh sát đồ xuống. Thì ổng mới nói chu cho ôi vậy mà hôm qua tao luyện cho nó quánh trong còn mà nó trả lời tao bắt bực ra. Nó nói là nó không đánh, nó rút rồi tối nó mới đánh. Mà thiệt cái thằng này nó nói đâu nó làm đó. Tỉnh đội trưởng đó, tỉnh đội trưởng trả lời thế. Mình mà coi. Cho nên ông Kim Anh á, cho nên là tôi có nhiều thôi là cũng còn tôi chủ động được cái là cái việc làm của tôi, cho nên là tôi không chấp hành ở trên. Nhưng mà sao rồi ổng không kỷ luật tôi mà ổng khen thưởng với ổng không kỷ luật. Ổng nói như vậy là đúng là công bộ lãnh công bộ chỉ huy. Quy Thành. Hay là như cái trận đánh Mậu Thân á, cũng không phải là tôi sợ hy sinh, nhưng mà tôi cái viên đoạn lúc này là cái tôi bị sốt sốt rét ác tính đó,
cái tôi chuẩn bị xong hết, tôi chuẩn bị đánh vào là chỗ E bộ E 6 rồi tôi chuẩn bị tôi đánh vào là khu vực Usom Uset, chuẩn bị hết đau vào đó xong rồi rót nữa. Che hết màn hình của em rồi. À, chuẩn bị đau vào đó hết xong xuôi rồi là lúc bây giờ tôi họ đọc mệnh lệnh cho đơn vị xuất quân. Như thế tôi đương đứng họ đọc mệnh lệnh cho đơn vị xuất quân thì coi như là nó lên cơn nó giật tôi cái té ngõ bạch chứ sang cái anh em mà họ khiêng vô. À, họ khiêng vô trong nhà. Còn đơn vị là xuất quân. Đến chừng biết sáng là tôi tỉnh dậy thì coi như là tôi hỏi cái cô nấu ăn là cô phục vụ nấu ăn hỏi anh em gì chưa nó chưa thấy gì mới có gì được một hai đứa mà anh em nó hy sinh hết rồi. Cho tôi bực kinh, tôi nói thờ tôi đây, tôi chỉ huy thì để tôi biết coi thử sao mà anh em hy sinh. Chứ tại sao là anh em tôi là có một cái đơn vị mới thành lập tiểu đoàn lên như thế thì coi như là trận đầu tiên này là lại hy sinh. À, đó lúc bây giờ là đã thành lập tiểu đoàn rồi. À, cho nên là anh em tôi hy sinh cái trận đó. Thì anh em người ta họ nói đúng là thủ trưởng là có cái số sống. Chứ nếu mà thủ trưởng đi thì không có cách nào mà không có cách nào mà thủ trưởng không chết đâu. Bởi vì đánh chiếm đến 6 giờ sáng rồi thì anh em khiêng vô trong nhà thương có còn có số thì bò vô có. Nhưng mà là không có lệnh rút lui cho nên là anh em cứ là làm đó. Là sao là má ba trực thăng nó quằn xót cái chiến hồ vậy, nó cứ anh em mình làm cái chiến hồ nó bán, còn o co bán lên thì không ăn thua gì. À, cho nên là mà tôi nói cái trận đó tôi đi chỉ huy thì có khả năng anh em tôi không hy sinh đến chừng đó, bởi vì tôi thấy cái tình thế là mình không làm chủ được, là mình tôi tự động tôi nhận kỷ luật, tôi cho anh em tôi rút để bảo vệ lực lượng. Nhưng mà ở trên không ra lệnh được, bởi vì chỉ huy sở của tỉnh ấy, thì ông ngồi trên đường tàu, còn là do cho chỉ huy của đơn vị thì các đồng chí đó là cứ chấp hành lệnh thôi, bởi vì không có lệnh. À, mà tôi nói là không có đơn vị nào tiếp tế, mà thậm chí là trong hiệp đồng thì ông Kim Anh có nói rằng có bả là chiếc xe tăng của ta là khi khoảng 9 giờ là từ ở sân Ba Chu Le ra, thì anh em nó cầm B40, B41 cũng còn đoạn đó, nhưng mà nó ra là không bán. Cuối cùng tuột là nó dùng lựu đoạn nó thỏa anh em mình hy sinh. À, như thế tôi cái trận đó phải nói tôi hy sinh cũng tương đối, phải nói trong cuộc đời là của đơn vị tôi mà trận đó tôi không được chỉ huy, anh em tôi hy sinh nó gần hết. Chỉ còn có là 40 đồng chí thôi. Vì sao tôi mới khỏe luôn lại tôi mới xuống vùng Đông Thăng Bình, tôi mới lái thanh niên lên xin ý kiến của tỉnh đội, rồi xuống đó tôi lái thanh niên lên 14-15 tuổi là tôi lái lên tôi huấn luyện lại sao thành lập luôn lại một đại đội, là coi như là cũng như cái đại đội của tôi cũ. Nhưng mà đến 68 là tôi là được lệnh đi ra mà bác, cho nên là tôi không được chỉ huy, tôi không được lập công hả. Nói đến mậu thân thì lại đến một cái giai đoạn buồn. Dạ. Nhưng mà trong lịch sử thì mậu thân cũng có những cái vai trò nhất định của mình. Và chỉ có điều là với những đồng chí, đồng đội của mình trực tiếp thì lòng nó quặn đau. Có một cái, trong cái trận mà có 27 cái trái mìn định hướng mà rồi bác xoay hướng cho nó vào trong ấy. Thì khi mà đi kiểm tra thì em thấy nói là loay hoay một lúc thì trời nó tối cho nên quay ra. Như vậy là bác đi kiểm tra ban ngày à? Tôi đi rừng, tôi câu anh, tôi xuống sót cái chỗ nó cánh khoảng 30 mét, tôi mới câu anh nó đêm ra nó đạt. Nó đạt xong rồi vị trí là tôi vô tôi rò hết. Tôi rinh luận vô gần sót trong chỗ nó nằm khoảng 20 mét là tôi đạt ốc vô trong chiếc hồ hết. Không, cái lúc mà bác vào bác xoay hướng thì lúc ấy tối rồi, nhưng mà cái lúc kiểm tra với cái khoảng cách 70 mét mà ban ngày như thế thì có liệu có quá liều lĩnh không ạ? Thì tôi cũng lợi dụng cái địa hình đó là nó che khuất, là một địa hình che đỡ, và đồng thời tôi có một khẩu B40 với khẩu B41 nó yểm hộ tôi phía sau. Hãy có gì thì anh em ở sau nó dùng cái đó nó bán để tôi thoát ra. Và đồng thời tôi cũng là quyết tâm làm để cho tỉnh thái, chứ không là ổng nói là tôi không chấp hành mệnh lệnh khi nó còn lên là không đánh. Cho nên là tôi phải quyết tâm
cho nên là tôi phải làm bằng được. Tức là yếu tố dũng cảm nhiều khi nó cũng phải là táo bạo. Và các bạn có thể thấy là trong khi mà anh Hùng Nguyễn Thanh Khối kể câu chuyện thì những người chung quanh có những cái bàn luận rất sôi nổi. Đó là bởi vì ai cũng thấy có cái phần của mình trong đó. Và ngồi quanh đây thì tất cả đều là người dân ở vùng này, cho nên hầu như cuộc chiến đều có cái sự có mặt ở góc này hay góc khác đối với mỗi người. Và bây giờ quay trở lại với người anh hùng của chúng ta. Thưa siêu anh hùng, với một người, một chiến sĩ giải phóng quân, thì một lần được gặp Bác Hồ trong đời, đó là một cái điều mà là một cái kỷ niệm rất khó quên đối với nhiều người. Nhưng riêng bác thì lại được hai lần gặp Bác Hồ. Thì bác có thể chia sẻ cái cảm xúc trong mỗi cái lần gặp cũng như là cái dấu ấn đối với cuộc đời mình được không, thưa bác? Tôi cũng xin thưa với các đồng chí là khi ở trong Nam mà tôi ra Bắc mà tôi được gặp Bác Hồ là tôi tưởng tượng cái con người tôi và quê hương của tôi là ở bên Bác. Và đồng thời những cái gì đó của tôi là tất cả trong con người của tôi và là đồng thời là tâm tư tình cảm là gì Bác hết. Tất cả mọi sự việc là những việc làm của mình và đồng thời là chưa làm được mình vì Bác, vì nhân dân. Cho nên là tôi được gặp Bác là tôi rất là sung sướng và tất cả là các đồng chí là cùng đi với tôi là đều rơi nước mắt hết. Tôi nói một câu chuyện là khi tôi đương báo cáo chiến lệ ở trong hội trường ở Hòa Đông như vậy thì là Bác vô thì đồng chí Châu Khải Địch thiếu tướng là trưởng đoàn, là đồng chí hô bất ngờ tất cả chúng ta đứng dậy, Bác Hồ đã đến thăm chúng ta. Thì tự nhiên tôi cầm cái roa tôi báo cáo chiến lệ, nước mắt tôi tuôn ra mà tôi chưa quay ra, chưa nhìn thấy Bác. Cho nên phải nói là tôi được gặp Bác coi như con người tôi nó lớn lên một đoạn nữa. Và cái làm dũng cảm, cái làm kiên trì của tôi rồi là phải nói là cái tất cả những cái sự việc gì đó là mình lãnh đạo đơn vị cũng như là bản thân mình là dùng hết lên là cái lời dạy của Bác. Cũng như lần thứ hai mà tôi được là bộ tư lệnh đặc công mà do gặp Bác lần thứ hai sau cái trận đánh ở là Đầu Màu với Đồng Tri thì là coi như là tôi gặp Bác một cái là coi nước mắt tuôn ra liền. Đồng thời cái cảm xúc của tôi là không có thể lường được. Và đồng thời tôi có cái ấn tượng nghĩ tại sao Bác lại quý mình ghê thế. Thế thì cái lời nói của Bác thì mình phải làm cái gì đó để đền đáp lại công ơn của Bác. Cho nên cái thứ nhất là đối với một người đảng viên thì không có thể là suy nghĩ bất cứ một cái hành động hay cái cử chỉ gì nó khác đi một tí. Mà mình làm cái gì cũng phải nhớ đến Bác, làm cái gì cũng phải nhớ đến cái lời dạy của Bác. Không phải dạy mình mà dạy các đồng chí lãnh đạo của mình. Rồi là tại sao cả nước nhiều đơn vị, nhiều đồng chí mà Bác là mỗi lần mình lập được chiến công thì Bác là cho mình lại được gặp Bác nữa, quá quý và quá thế là xúc động. Cho nên là hai lần gặp là coi như là đối với bản thân tôi là tôi không còn là nó chỉ là suy nghĩ một cái gì và đồng thời không còn sợ một cái gì mà mình sẽ bỏ sót ở chiến trường hay không còn sợ một cái gì việc làm mình không hoàn thành. Cho nên tôi nói rằng là những cái việc làm, những cái trận đánh như ở sân Ba Trà Cơn hay những trận bánh đánh đi ra ngoài nước cũng như trong nước, tôi không còn cái gì suy nghĩ phải nói là mình gặp Bác mình có hy sinh nên nữa cũng quá quý rồi. Quá quý rồi. Cuộc đời của mình gặp Bác. Rất là cảm ơn bác. Bác ơi, trong hai lần gặp Bác Hồ thì bác Hồ có dặn riêng bác một câu nào không? Hay là bác có bác ghi nhớ cái điều gì nhất trong những lời Bác Hồ nói bác trong hai lần? Dặn là cháu là ở một cái binh chủng đặc biệt tinh nhuệ của đoàn của nhà nước. Đi không tiến, về không tam,
việc lòng của cháu là cháu biết, việc lòng của người khác biết. Cho nên là bác muốn nói với cháu là tất cả những cái việc lòng của cháu mọi người đều biết, và đồng thời cái gì mà bác nói với cháu hôm nay thì coi như chắc có lẽ là bác không còn còn cái thời gian mà dạng bọn cháu nữa. Mà bác như thế thì bác quá khen cháu là tuổi trẻ mà dũng cảm quá, tuổi trẻ dũng cảm diệt Mỹ rồi, bây giờ tuổi trẻ dũng cảm đánh giặc nữa, thì bác chỉ dạng má ý vậy thôi. Chứ còn cái binh chủng thì bác nói đất nước ta chỉ có một cái binh chủng đặc công, là một cái binh chủng phải nó đóng một cái vai trò quan trọng đối với đảng với nhà nước. Cho nên là cháu phải hết sức giữ gìn là cái bí mật của binh chủng. Cháu làm được, nhưng mà ai hỏi cháu, lãnh đạo hỏi cháu thì cháu có thể trình bày, cháu thể nói, nhưng mà còn những người khác hỏi thì cháu không bao giờ cháu nói, không bao giờ cháu trình bày, không bao giờ cháu tiết lộ. Cho nên là khi gặp bác có nhiều cái mà bây giờ vẫn còn nhớ hình tượng của bác đứng dạng, còn nhớ bác từng ly từng tí, những cái việc lòng của mình, rồi những cái việc nói của mình vẫn còn nhớ bác. Cảm ơn bác ạ. Bác có thể nói sơ qua hai cái trận mà bác vừa nhắc đến không? Đó là trận Đồng Màu và Đồng Chi. Cái trận Đồng Màu là trong cái lúc này với Đồng Chi là tôi là ở ngoài nữa, là tôi năn nỉ là xin đi vào chiến trường chiến đấu, thì là mới đưa tôi lên là đi cùng với cái đoàn của Bộ Tư lệnh Đặc công là làm tư cách là phái viên để vô chỉ độ cho các cái đơn vị đặc công. Thì vô đó thì coi như là Bộ Tư lệnh là giao thẳng cho tôi xuống là làm chỉ huy phó, tức là tiểu đoàn phó, cùng với cái tiểu đoàn bo là đặc công ở đường 9. Nhưng mà nó đánh đơn giản lắm, đánh ít có đánh đồn, chỉ có đánh còn thôi, rồi là tối trụ lại nó đánh thôi, chứ còn những đánh những cái đồn mà vượt cấp để độ tiểu đoàn là chưa có. Cho nên là vô đó cùng với ban chỉ huy tiểu đoàn, sau đó tôi ở đó chỉ trong trọn vẹn có một tháng thôi, thế tôi quen hết anh em rồi. Sau đó là tôi là đi chuẩn bị trực tiếp có cái điểm đó, thì cũng có những đồng chí thì bòn vò là nó để ông nữa, ông ở của bộ ông vò là coi thử là ông chỉ huy đánh thế nào, chứ cũng không dễ đâu. Mà cũng có những đồng chí nói ra, nhưng mà tôi quyết tâm của tôi là chuẩn bị phải đánh cho bằng được. Thì coi như tôi chuẩn bị xong ấy là bắt đầu là về báo cáo lại toàn bộ tình hình, là có đồng chí Quanh là người ở Quảng Trị thì chính trị viên, thì đồng chí cũng đồng tình với tôi. Và một số đồng chí Bông cũng là đệ đội tiểu đoàn phố đó cũng đồng tình. Sau thì tôi chỉ sử dụng là hai đại đội đánh, hai đại một đại đội là đánh diệt cái Đồng Màu là do cho đồng chí Bông là tiểu đoàn phố, còn tôi là cũng tiểu đoàn phố trực tiếp, tôi chỉ huy đánh cái Mỹ. Thì có như là trong lúc đó là ưu tiên là để cái đồn Đồng Thi là nổ súng trước, là đánh Vĩ nổ súng trước, là tôi nổ súng trước, tôi đánh là tiêu diệt hết toàn bộ, còn bọn nó ở dưới hầm ấy thì sao, tôi dùng B-40 là B-41 là leo lên có cái đỉnh cao hơn, bắn xuống diệt nó một số, còn số nó rút lên thì nó hòn thì là coi như anh em ở đó nó cũng có mấy đứa là biết tiếng, thế bác được ha, bác tù binh ha, còn ấy là diệt hết. Cho nên là đây là Mỹ hả bác? Mỹ, bác sống hai tên Mỹ. Cho nên là sau cái trận đó là tôi mới gì, tôi nói với ban chỉ huy tiểu đoàn, tôi nói tại sao cái Đồng Hồ là khâu nó đẹp như thế mà mình không đánh, đặc công không đánh. Ông nói ô, nó ở trong nó một sư trong đấy, cho ông tưởng là một hai đại đội hả? Cho nên nó ở sư kệ nó, cho mấy chị mình đánh nó chi, mình quánh nó khâu á. Thế sau đó cái Bộ Tư lệnh Đặc công mới rút tôi ra, tôi cũng đi sướng lên, cái ổng mới đưa tôi luận vào đó. Ông đưa tôi vào là chỉ huy là trực tiếp là một đại đội là dẫn đi đánh khâu đấy đó. Dạ, anh Khối là có một tức là ảnh người miền Nam, anh lớn lên ở miền Nam và anh đánh ở miền Nam là nhiều. Khi anh ra anh chỉ huy của bộ đội mà chính quy nữa là anh rất có thực tiễn về chiến trường miền Nam. Thời gian thì không nhiều, nhưng mà qua những câu chuyện rất là xúc tích ngắn gọn
với chỉ cần một trận đánh mà Bác Khối tham gia thôi thì cũng có thể có cả một buổi dài. Nhưng ở đây thì có rất là nhiều trận mà khi ta kê ra có thể nó thành tên của một bài hát. Và ở đây thì trong một cái lúc ngồi như thế này thì em xin được tặng bác một giống như là một cái danh hiệu huyền thoại đặc công siêu anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thanh Khối. Xin cảm ơn. Và như vậy là tôi cũng rất là toại nguyện khi được gặp người anh hùng trong cuộc đời thật, được nghe lại những câu chuyện mà chính anh kể lại. Tôi tin rằng các bạn cũng như tôi đều cảm thấy thoải mái. Và bây giờ thì em rất muốn tìm hiểu thêm là người anh hùng trong cuộc đời thường sau cuộc chiến trở về thì sinh sống như thế nào ạ? Nói chung về đây sinh sống ở trong địa phương đây thì hồi còn khỏe thì cũng thông do khi gì thì ở quân đội nghỉ hưu thì gì là cũng thông do làm trưởng công an của xã. Hồi mới giải phóng thì nó còn phức tạp, tôi về hưu sớm, tôi về hưu là bả, cho nên gì làm trưởng công an ở xã đây để củng cố với anh em là thời gian 3 năm. Cái sau đó là tôi được về nghỉ thì về đây là ở địa phương là thành lập hợp tác xã một đây thì lại làm trưởng ban kiểm soát 3 năm nữa, rồi phụ trách bí thư chi bộ. Rồi sau là điều kiện kinh tế quá khó khăn mất, lương thì có ít mà còn con thì nó ở nữa, cho nên ở Đà Nẵng thì sổ hưu sổ lương gì cũng thương binh thương bốn được mấy đồng thôi, cũng vô hết rồi đó. Thế rồi về trong này là tự lực cánh sinh thì tôi cũng là xin các quỹ chi bộ cũng như xin ở địa phương là tôi xin nghỉ, tôi về tôi làm kinh tế thì tôi lên trên cái khu vực căn cứ địa của cách mạng hồi trước ở trên cách đây khoảng độ là 3 cây, 5-6-7 cây gì đó, tôi mới làm một cái trang trại trên đó. Thì tôi giữa cái khu ở đâu ra tôi làm ruộng để là có lúa có gạo ăn, là không phải đi mua, không phải là sử dụng tới cái chế độ của đảng nhà nước cung cấp. Thì sau này là tôi cũng làm được một khu rừng trên đó cũng gần với đầm Chí Sơn ở đây này, có một số anh em là 100 hectare. Sau là con tôi nó không chịu về, là vợ con tôi cũng có những cái lô thôi, cho nên là tôi cho ông mẹ tôi bên Sơn ở đây cũng vô lại ông mẹ. Ông mẹ là giám đốc trại giam của Quảng Nam đây, của tỉnh đó. Ông lên ông làm nữa, là cho nên là bây giờ là vô hết trại ổng trên đó. Còn tôi về cũng từ là cánh sinh ở nhà đây. Cái nhà này tôi làm hồi năm 80 đến giờ đây. Bây giờ nó xuống cấp không rồi, nhưng mà không còn tiền nữa để dành một số tiền làm cái nhà này. Nhưng mà rồi cái đường đi qua đi lại đây là mình đây là một cái thứ hai dân nó làm ruộng làm đồ đi. Cho nên là tôi bỏ ra là 360 triệu là tôi đổ cái đường từ đây qua bên cái đường DH Nam kia để cho mình đi và đồng thời dân ở đây nữa. Thì cũng làm ở đó. Nhưng con cá thì bây giờ tôi muốn với đoàn là bởi vì nó là cái di tích lịch sử, cho nên ở đây hồi chút xí là tôi đã biết nó rồi. Cho nên là cũng cái nơi đó là cái nơi là có vị cách mạng tiền bối họp hội ở đó, và đồng thời chính cái nơi đó và có ngày hôm nay. Tôi cũng muốn đề nghị với đoàn lên đó quay cho đoạn phim nó đai lên đó khoảng 500 mét. Dạ, đường đây lên. Vâng, cái cây nó thuộc cái cây cũ thủ. Anh Khối là anh làm cả 100 hectare rừng. Nhưng mà sau đó là anh lại chấp hành rồi là anh bần vô cho một cái người khác. Cho nên là cái người đó là bây giờ họ làm giàu. Giàu, anh không làm giàu lắm. Trừ anh nghèo, anh không có gì hết. Bây giờ tôi không có giàu thì chia cho bác. Châu vẫn không cho luôn. Không cho là gì? Thằng nó đỡ tốt không ngon, nó không cho. Kém thế. Anh giàu lắm. Bác làm cái trang trại là năm nào? Hả? Cái trang trại bác làm là năm nào? Do hồi năm 2000 hay là 2004 ấy. 2004. Thế còn tôi thành lập đó thì tôi thành lập hồi năm 2010. Quang Thanh Hát, biết rồi. Cái đường này thì bác làm bao năm nào? Cái đường này tôi mới làm năm 2000
2012 mà bỏ ra mấy trăm triệu để làm. À, ở năm 2012. Mấy trăm triệu đấy lúc ấy là làm đó, cái nhà đó. Đó là để làm nhà thờ đó. Dạ. À, nhưng mà rồi là bây giờ cái đường đi lại khó khăn quá. Khó khăn quá, đường đi khó lắm. Không có cái đường, coi như cái nhà nó không có có giá trị. Dạ. Nên là chưa có chế độ bê tông giao thông nông thôn này. Cho nên là tôi cũng làm trước trên đất của dân. Tiền anh bỏ ra anh làm.